Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay cái ngã tư An Dương Vương và Tân Hòa Đông. Cách cái vị trí này vài trăm mét mình có một căn nhà mặt tiền đường Tân Hòa Đông. Diện tích ngang 8 nhà 26 mét, căn góc hai mặt tiền giá là 26 tỷ còn thương lượng. Hiện tại mình đang cho cái nhà hàng ăn uống thuê, mở quán ăn. Vị trí kinh doanh rất là đẹp, con đường bên hông là con đường nhựa 8 mét. Đất Ở vị trí này này là bố giáp mẹ với bảo quận là 6,90 mình đi tỷ. ra khu vực quận 6 thì chỉ có vài trăm mét thôi và gần quận Tân Phú. Ở căn nhà quận Bình Tân, mặt tiền Tân Hòa Đông, quận Ngang Bình quận Tân, giáp quận 6, giáp quận Tân Phú. Tiện ích đầy đủ hết. Ở cái vị trí này mình đi ra khu vực Đầm Sen khoảng 3 km và mình đi về bến xe miền Tây khoảng 5 đến 10 phút. Đi ra khu Aon Bình Tân thì chưa đầy 5 phút. Tuyến đường Tân Hòa Đông nó là tuyến đường liên quận, nó nối từ khu vực quận Bình Tân chạy thẳng ra khu quận 6. Tiện ích xung quanh là đầy đủ, gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại. Dạ, bây giờ thì bên em mời quý khách cùng bên em di chuyển trên tuyến đường Tân Hòa Đông để tham quan căn nhà này nhé. Dạ, căn nhà có diện tích là ngang 8, dài 26 mét, căn góc hai mặt tiền. Quý khách thấy được cái lưu lượng xe cộ qua lại lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Giá là 26 tỷ còn thương lượng. Hiện tại mình đang cho thuê. Tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau. 8 giờ 6 mới có hai mặt tiền, anh khóa cũng hai chỗ đi. Đây là cái chợ.